Huy. Con nhớ phải chăm sóc em thật tốt. Con hứa. Mẹ! Của anh này. Anh lo rồi, em ăn đi. Anh! Đến hạn đóng học phí à? Đây, lên đại học rồi, cố gắng vào. Giày anh hỏng rồi phải không? Đi dép đi làm thế này. Anh cầm lại một ít mua đôi giày mới. Anh không sao, thôi đi học đi. Anh cậu bị u chèn não phổi. Sau một thời gian dài làm việc quá sức, cần phẫu thuật cấp, chi phí cũng rất lớn. Chồng, đứng lại! Anh bị làm sao đấy? Tiền này mình còn để mua nhà, phải biết lo cho tương lai chứ. Đưa thẻ đây. Huy. Mẹ. Con đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Mẹ, con đã giữ đúng lời hứa.